Bây giờ thì em cũng đang ở trên cầu Mỹ Quá anh chị. Thấy khúc này thì bắt đầu cũng rất là đông đúc nhộn nhịp ha. Dạng thọ đây là chở là nguyên xe lôi, đây thì một cặp như vậy là chỉ có là 50-60 ngàn thôi đó anh chị, rất là rẻ. Năm nay thì số lượng qua giấy ở Bến Tre thấy là còn quá trời nhiều luôn. Vận chuyển lên đây thì cũng tốn kém nhiều, rồi bán rồi nhiều khi là cũng bán ế, bán không được giá, rồi cái người ta đem về thì tính ra là cũng tốn chi phí nhiều anh chị. Đây bây giờ là người ta cũng vận chuyển bớt những cái cây mai về trước đây nè. Những cây lớn là giờ này là bắt đầu là người ta vận chuyển đi rồi anh chị. Đây thì những cái cây mai lớn không, mai thì đa phần đó là như là người ta cũng có thương hiệu rồi bắt đầu người ta đem ra người ta cũng bán, với mình cũng trưng bày cái thương hiệu á. Tại vì mai này thì như là mình bán là bán quanh năm, có thể là người ta ra người ta thấy được cái thương hiệu của mình thì người ta sẽ đến tận nhà vườn người ta mua luôn. Quà giấy còn rất là nhiều. Dạ Bến Tre ngày nay. Dạ anh bán qua giấy luôn ha anh. Lô nào của anh? Lô đây hả? Thấy còn nhiều quá anh. Hôm nay bông nhiều quá bán. Dạ. Mà thấy rồi thấy cái lượng mà qua mình đem lên mình bán này thấy nó bớt nhiều không anh? Cũng không có năm rồi anh. Dạ. Mà giờ cái vận chuyển lên vận chuyển xuống người tốn kém quá ha. Dạ. Bây giờ chắc mình cũng hạ giá để bán cho nó được ha anh. Dạ. Dạ rồi em chúc anh từ đây tới chiều bán đắt hàng cho nó bớt bớt đằng về cho nó nhẹ nhanh nha. Rồi cảm ơn anh luôn. Dạ dạ rồi. Dạ. Qua giấy năm nay thì nhiều quá anh chị, nên là bây giờ thì đâu đâu cũng thấy nó cũng bị chậm về cái vấn đề qua giấy này ha. Rất là nhiều. Đây là dạng thọ cũng còn quá trời nhiều luôn, 50 ngàn một cặp nữa nè. À, những cái cây mai nở vàng rực. Đây là hoa hồng. Hoa hồng này những cái giống mới á, nên là hoa nó cũng đẹp anh chị. Hoa hồng thì có thể là mình cũng bán qua năm được. Này đây là người ta cũng đã cắt bớt những cái hoa giấy, rằng mình chở cái tược cái gốc về thôi. Chở về cho nó gọn anh chị. Chú đây cũng cắt bớt hết. Sóc bông rất là cực, là đến nhà này cắt bỏ cũng uổng, nhưng mà giờ bán không được thì người ta sẽ đem cái gốc về để người ta chăm sóc trở lại. Chở nguyên một xe qua lâm. Đến đây thì thấy số lượng hoa còn cũng nhiều nè anh chị. Tại đây thì nó hơi cũng hơi xa hơn tí xíu. Cũng giá là 60 ngàn một cặp ha. 60 ngàn một cặp thôi. Ở bên kia cũng có những chậu nhỏ thì 40 ngàn. Đây còn bông quá trời bông luôn. Cái sân khấu đây là
để tối nay bắt đầu là mình sẽ tổ chức văn nghệ để mình sẽ đón giao thừa, rồi xem bắn pháo bông ở đây luôn anh chị. Số lượng hoa so ra với hồi sáng á, là thấy là cũng giải quyết được nhiều rồi anh chị, cũng bà con cũng không có mà bị bán mà bị còn lại nhiều đâu, nhưng mà chủ yếu là cái giá là mình bán không được giá thôi. Ở đây thì còn cũng nhiều nè, dạng thọ và màu gà hoa với cụm dĩ. Mấy ngày cô bán được không chị? Bán được không? Bán mà không có giá anh. Bán mà không được giá ha. Bán còn phân nửa giá mua của người ta rồi lỗ rồi. Hồi nãy mình đi ở ngoài kia thấy cũng giá có 50.000, 60.000 à. Đúng rồi. Ừ. Mà năm nay qua đẹp á. Đẹp mà bán không được giá. Tại vì qua nhiều quá. À. Bây giờ hy vọng bây giờ tới chiều bán bớt đặng về cho nó nhẹ xe. Dạ. Yeah. Bây giờ mình bán còn được nhiêu cặp chị? Dạ cái này 50 nè. À 50.000 cặp ha. Trời ơi quá rẻ luôn. Rồi chúc mình bán đắt nha chị. À. Dạ. Bây giờ thì người ta phải cố gắng bán sao cho nó nhẹ xe về chứ giờ không có nói vấn đề lời nữa anh chị, chủ yếu là bán cho nó bớt thôi, bớt hàng thôi ha. Sáng nay bán được không chú? Dạ chú bán qua giấy ha chú. Dạ năm nay con thấy giờ chợ thấy ai cũng than bán được thì lại không được giá. Dạ nhưng mà giờ cũng gán giải quyết bớt đặng chiều về cho nó nhẹ xe ha chú. Đúng rồi đó. Dạ chứ để mà chi phí nặng quá. Dạ. Dạ rồi con bán sổ luôn. Dạ. Dạ rồi con chúc chú giờ chiều bán cho bớt hàng nha chú. Cảm ơn nha. Dạ. Bán sổ, bán sale 50.000,
60 ngàn một cặp, 100 ngàn một cặp. Tại cái giọng này nó bự hơn anh chị, nên là giá thành thì nó sẽ cao hơn. Chợ bông đến ngày 30 quá trời nhộn nhịp, người người chở qua, xe xe chở qua, 140 một cặp hoa cúc. Vậy chứ mà tới khoảng chiều chiều ngày 30 là bắt đầu là người ta sẽ bán hết hàng anh chị. Chào các anh, sáng nay bán được không các anh? Ế quá anh hả? Dạ. Thấy nhưng mà cái lượng hoa của mình giải quyết từ lúc mình lên được nhiều chưa anh? Nhiều, bên đây thì nhiều, rồi bên đây gần không, có mấy anh này. Dạ. Nó lên trễ nữa. Dạ, mà năm nay thấy người dân yếu quá anh hả? Sức mua yếu quá. Mà em thấy khúc trên bán được thì lại giá rẻ quá, bán lỗ luôn về luôn. Dạ. Cũng như là phút 90 rồi. Dạ, phút 90 thôi, kệ kệ mình đi cho nó nhẹ xe anh. Dạ, để lấy chi phí lại ha. Dạ. Dạ rồi, em chúc anh giờ tới chiều bán hết hàng nha anh. Dạ. Xả hàng. Dạ. Hồi năm ngoái thì do là cái số lượng lô nó rất là ít, chỉ có khoảng là 1.000 lô thôi, nên nó là bán là hết bông luôn chị. Còn năm nay thì số lô quá trời nhiều, năm nay số lô lên tới 1.000 mấy rồi, bởi nên là số lượng hoa nó quá nhiều đi, mà cái sức mua của bà con thì không có nhiều, bởi vì nên là mình sẽ bị ùn ứ hoa Tết lại rất là nhiều. Anh chị thấy ngoài chở qua người nào cũng chở qua về rất là nhiều chứ đâu có ít đâu, nhưng mà tại vì là bán là không được giá rồi bán bị lỗ rồi đó. Bán được nhiều chưa cô? Dạ con đi ghi hình chia sẻ về chợ qua hỏi thăm thử coi bà con mình buôn bán có được hay không á mà. Dạ giờ này thấy qua còn nhiều quá, giờ tới chiều gắng bán hết hàng nha cô. Dạ dạ chào anh. Dạ thấy các lô đây qua giấy đeo cầu người ta cũng xuống hàng, người ta bán tiếp đây anh chị. Có thể là những cái lô xa ở trên á, cái người ta cũng người ta ké người ta dời xuống đây để mình bán nó gần gần là mình dễ bán hơn. Qua giấy quá trời đẹp luôn. Uống
còn bông rất là nhiều anh chị. Bên đây hoa cúc cũng còn nữa nè, còn quá trời nhiều luôn. À, đến những ngày này thì dường như là mình niêm yết cái giá rõ ràng thì mình sẽ dễ bán hơn anh chị. Chứ giờ mình không để giá thì nó chứ giờ bà con khi ta cũng không biết giá, ta cũng không dám vào hỏi. Niêm yết giá thì dễ bán hơn. Ngoài đường bây giờ ai cũng chở qua Tết hết á, thấy cũng giải quyết được nhiều. À, nhỏ này 20.000 một cặp luôn đó nè. Được nhiều chưa con? Cảm ơn nha. Đi đến đâu bây giờ cũng thấy các loại hoa bây giờ người ta giảm giá rất là rẻ anh chị. Dạng thọ chỉ có là 50.000 một cặp. Các loại cúc cũng 80.000. Cũng rẻ, cũng không có mắc lắm. Giá này thì bà con mình là bán chắc có thể là sẽ lỗ vốn anh chị. Nhưng mà giờ cuối giờ này mà còn hoa nhiều quá thì bây giờ mình cũng phải chịu sổ thôi. Chứ còn nếu mà không sổ bán thì đâu có đem về được đâu. Giờ ở đâu cũng bớt qua. Chỉ còn một số lô thì tao bán không được, cũng còn nhiều quá trời luôn. Ở đây cũng không có niêm yết giá nên cũng hơi khó bán. Bây giờ người ta cũng niêm yết giá như là 50-60 gì đó, giá rõ ràng vậy thì người dân mình sẽ dễ đi lựa hơn. Quá trời nhộn nhịp luôn ha. Ở đây thì chỉ có 50.000 một cặp thôi. Càng vô đi càng ra ngoài xa là giá nó càng rẻ hơn nữa. Khúc ngoại thì người ta bán 80-100, ở đây thì bán có 50.000. Bây giờ người ta cũng dọn lô về bớt hết rồi nè. Người ta dọn bớt vậy đó. Rồi còn một mớ thì người ta bán người ta về. Chứ để tới chiều của mình dọn không kịp. Tới chiều mình dọn không có kịp. Qua giấy còn quá trời qua giấy.
Năm nay thì cái số lượng hoa giấy ở chợ hoa mình cũng nhiều dữ lắm. Hồi năm ngoái cũng nhiều, mà năm ngoái thì do là số lượng lô ít á nên người ta bán cũng hết hàng. À, các lô đây người ta bán hết, người ta về rồi anh chị. Người nào về sớm thì khỏe sớm. Còn người nào mà bán không hết thì chờ tới chiều mới được về. Đón Tết nó hơi muộn muộn tí xíu. À, chợ hoa bây giờ là nhộn nhịp, là chạy xe lần chạy xe suốt luôn. À, cái lộ đây thì thấy dàn họ còn nhiều quá, còn quá trời dàn họ luôn. Đây còn nhiều dữ lắm. Anh chị thấy khu vực ở ngoài đây nè, qua Tết cũng còn rất là nhiều nè ha. Ở khúc trong thì bây giờ bà con cũng đã giải quyết bớt rồi. Có một số lô bây giờ ta cũng đã về rồi đó anh chị. Chỉ còn ngoài đây thì còn rất là nhiều. Có những chỗ như là những lô người ta ở xa nè, cái ở trong cái nhiều khi là người ta bán hết rồi, nhiều khi người ta cũng dồn vô. Thấy cái lượng khách ở chợ hoa vào ngày 30 Tết thì cũng rất là đông ha anh chị ha. Nhưng mà hỏi tới thì bà con nói là ai nói là bán cũng được, nhưng mà quan trọng là bán không được giá, bán lỗ không anh chị. Mấy ngày cuối giờ mình phải giải quyết sao cho nó bớt rồi mới về nổi, chứ thôi mà còn nhiều quá về không nổi anh chị. Giờ thì chỉ còn có khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi. Thôi ở đây qua khúc còn quá trời nhiều luôn, 50.000 một cặp. Hồi nãy để 80 cái người ta viết cái số người ta vẽ là còn có 50 anh chị. Ta mua cũng nhiều á, tính ra là hôm nay là người ta mua qua Tết cũng nhiều lắm á. Còn qua giấy thì nhiều khi là mình còn đem về đồ được ha. Nhưng mà một số lô qua giấy thì hỏi tới thì người ta nói bán hôm nay là cũng không có đủ tiền chi phí luôn. À, đến đây là gần ra đến chỗ khách sạn Dừa rồi đó anh chị. Cái lô này giống như là người ta dời lên ha. À, người ta lên xe bắt đầu lên xe 5 người ta dời lên trên. Giờ lên các lô gần tí xíu. Đặng mình người dân người ta cũng đi gần á, người ta cũng dễ mua hơn. Còn xa quá thì người ta cũng ngán đi ra tới ngoài đây. Bởi nên là những cái lô cuối như vậy đây là người ta cũng khó bán lắm anh chị. Giờ em cũng chạy ra một tí xem coi những cái lô cuối coi như thế nào ha. Qua cái cua là gặp những cái lô cuối liền. Cũng còn nhiều ha. Nhưng mà giải quyết cũng bớt rồi đó. Chứ mấy bữa trước ở ngoài đây vắng lắm. À, tới đây anh chị thấy rất là vắng, không có đông đúc như ở bên trong đâu. Bởi vì nên mình một cái lên, bởi vì mình lên chợ qua đây thì buôn bán những năm nay rất là khó anh chị, không phải dễ bán ha. Thấy cũng còn rất là nhiều. À, một tháng mình chuẩn bị qua Tết, chăm sóc nâng niu rồi tưới bón phân đủ kiểu, tốn kém tốn tiền rồi vô mà bán lỗ không, là thấy cũng thấy thương cho bà con á. Thì video của em bây giờ em cũng sẽ kết thúc tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha. Thì nếu mà có thời gian thì em cũng sẽ cập nhật tiếp về tình hình ngày Tết ở Bến Tre, để anh chị mình xem chờ đỡ nhớ quê nè, và mình thấy
không khí ngày Tết ở Bến Tre của mình xem nó nhộn nhịp và đông vui như thế nào nha anh chị nha.